này mà không tăng cường sức đề kháng thì đã lúc nào đâu mọi người, đúng không? Yến hủ với 30% yến nhà em đang đi số lượng rất là kinh khủng mỗi ngày luôn á. Là em biết á, mọi người đang rất là xem trọng sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái tình hình dịch căng thẳng ngày hôm nay nè mọi người. Người già, người lớn hay là trẻ em gì cũng phải cần bổ sung sức khỏe hết. Đối với trẻ em thì bên em có yến kít vị dâu nha, dành cho bé trên 1 tuổi đã có thể sử dụng được rồi, với hàm lượng yến là 30% bổ sung thêm DHA cho bé nữa, tăng cường canxi và hệ miễn dịch cho bé, giúp bé ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc. Nói gì thì nói nha, miễn cơ thể của mình có đầy đủ cái dưỡng chất nè, hệ miễn dịch cao nè, thì bệnh tình này nọ sẽ có thể lướt qua được. Còn đối với người lớn thì bên em có yến đông trùng hạ thảo. Cái yến đông trùng hạ thảo này cũng là hàm lượng yến 30%, nhưng mà đặc biệt nó có những cộng đông trùng rất là dinh dưỡng, phù hợp với những người đang bị nhiễm Covid và hoặc là hậu Covid nha. Ngoài ra bên em còn có vị truyền thống nữa như là yến đường phèn và các loại yến kết hợp với các vị như là long nhãn nè, tam vị, mẹ em nói thêm nha, tam vị là gồm 3 vị táo tàu nè, kỷ tử nè, hạt sen nè và yến hạt sen nữa. Và bây giờ là một loại yến dành riêng cho phụ nữ chúng ta đây, đó là sự kết hợp của yến và sao phong collagen, vừa bổ nè, vừa khỏe nè mà vừa đẹp nữa. Quay lại với những câu chuyện vị truyền thống thì không quên là yến không đường mọi người. Nói là không đường thế thôi, nhưng mà là có đường của đường dành cho những người bị tiểu đường đó mọi người. Cho nên ai mà bị tiểu đường có thể mình sử dụng cái yến này nha. Vị ngọt thanh nhẹ nhẹ. Đây là chính sách cho sỉ đây. Một thùng 60 hũ sẽ được giá sỉ. Và khi mọi người mua hàng bên em, mọi người sẽ được quyền chọn vị. Chọn vị lộn xộn ok hết nha. Miễn là 60 hũ là bên em sẽ tính giá sỉ free ship và được tặng thêm 6 hũ đường phèn cho mọi người nữa.